Xin chào các bạn, mình là Maria Lê. Rất vui khi gặp lại các bạn trong kênh YouTube Lê Lê Succulent USA của mình. Đây là những cái lá ươm mình để ở trong nhà đây các bạn. Cây sỏi hồng lên được 2 cây, trumpet cũng lên luôn. Cây mono thì nó không có con các bạn, không lên rễ mà không có con. Còn hai lá super bơm thì lên con rất là đẹp và có một con có 3 các bạn ơi, thích quá. Hôm nay mình chuyển mấy em này ra chậu khác các bạn.
Sau khi mình chuyển chậu được 2 tháng rưỡi đây các bạn, đây là hai cây sỏi hồng. Hai cây sỏi hồng nhưng mà mình thấy nó không có hồng, thấy nó giống sỏi xanh quá các bạn ơi. Còn đây là hai bé trumpet. Trumpet nhưng mà cái lá của nó vẫn chưa có lên cái kèn các bạn. Còn đây là bánh bao, xiên đá bánh bao đây các bạn, lớn chậm ơi là chậm luôn. Wow, chừng chậm. Đây là dĩa hồng đây các bạn, cái dĩa hồng mà không va thì nó còn sống đó các bạn, rất là khỏe luôn. Ba cái đầu lên ba cây con rất là đẹp luôn, một lá lên được ba con luôn, nhưng mà tiếc là nó không có va luôn các bạn, buồn ơi là buồn. Còn cây có va thì chết mất tiêu rồi.